Con này nhỏ nhỏ thôi nha. Mắc ở bên trong mọi người ạ. Khá là khó hiểu luôn. Cái này thì mình sẽ gỡ cẩn thận nha. Không là nó sẽ bị đau, bởi vì nó mắc vào hàm bên trong mà. Sáng nay thì mình đi thăm câu nha mọi người. Sáng thì chưa kịp đi thăm thì trời đổ mưa rào. Mưa rất là to luôn. Không biết là có dính cá không nữa. Hôm qua thì mình có tranh thủ đi cắm luôn một ít cần. Chủ yếu là cắm cá lóc nha. May là sáng ra là mới mưa, chứ nếu mà mưa từ đêm hôm qua thì khả năng là không được. Bây giờ mình sẽ đi thăm nha. Tẹo nữa mà có dính cá thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Cá chê mọi người ạ. Cái này hôm qua mình cắm một dế nha. Cá lóc thì không dính đâu nhưng mà dính cá chê. To phết. Chứ vàng luôn. Cần này nhịp nữa nha. Không biết còn gì mọi người ạ. Ồ, lại cá chê. Chỗ này được hai con chê đồng nha. Mùa dế thì mình cắm không thấy được cá lóc đâu, nhưng mà lại được hai con chê vàng. Rất là đẹp luôn. Nhìn vàng óng ánh.
Cần này là cần cuối cùng nha. Được một con cá lóc mình ạ. Mình nghĩ là hết rồi cơ, nhưng mà không ngờ cái cần cuối cùng lại được. Giò giò nha. Chắc khoảng 2 lạng.